Xin chào tất cả các bạn trong Việt Cát Lớp. Mình là Tuấn Hùng Mùa Xuân. Ngày hôm nay thì Tuấn Hùng sẽ quay trở lại với các bạn yêu thích súng hơi bằng chuyên mục súng hơi nhưng mà súng ngắn. Thì phía bên tay trái của Tuấn Hùng có rất là nhiều các cái sự lựa chọn, những cái hãng cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua một vài cái sự lựa chọn nhé. Đầu tiên ấy, Tuấn Hùng muốn giới thiệu với các bạn đến từ hãng Sigsaw là khẩu 1911 này, với giá là 100 đô la. Khẩu này thì sử dụng loại đạn là BB gun và bắn bằng cái bình khí CO2, có cái kiểu dáng rất là huyền thoại của cái dòng súng 1911 này. Tốc độ bắn là lên tới 410 feet per second với một khẩu súng ngắn như thế này. Kiểu dáng rất là đẹp. Chúng ta xem bên trong của nó này. Tất cả được làm bằng kim loại hết và độ nặng như thật. Tiếp theo thì cũng là một series của hãng Sigsaw, khẩu P226 giá 100 đô la. Chúng ta xem. Tất cả cái này sử dụng bằng bình khí CO2 và loại đạn là .177, cho nên ấy là nó có chức năng là semi auto, nghĩa là khi mà chúng ta bắn sẽ được có nạp đạn tiếp tục lại bắn, nó có băng đạn riêng cho chúng ta. Và cái độ nặng của nó ấy là tương đương với khẩu súng thật luôn. Đặc biệt của hãng Sigsaw là họ làm luôn luôn là tương đương với khẩu súng thật. Rồi cái khẩu này chẳng hạn P320 cũng từ hãng Sigsaw này, sử dụng loại đạn .177 430 này, rất là đẹp. Rồi khẩu màu đen này. Rồi ở dưới thì chúng ta có cái hãng Umarex. Cái hãng này thì sử dụng là hệ thống bẻ xuống, bẻ nòng. Và nếu như chúng ta mà bắn bằng cái đạn mà đã đặt ấy, thì sẽ đến được 540 feet per second và 600 feet per second nếu như chúng ta dùng cái loại đạn mà đạn chì 1.177 mà nó rộng thì nó sẽ bay nhanh hơn. Đến hãng Umarex, hãng của Đức. Rất là đẹp. Khẩu này thì có giá là 80 đô. 80 đô khẩu này. Rồi tiếp theo là những sự lựa chọn đến từ hãng Colt. Khẩu này có giá 60 đô. Bắn cũng bằng bình CO2. Loại đạn là BB gun. Bằng đạn 16 viên. Có thể bắn bằng đạn thép được, sử dụng cái bình khí nén và cái độ mạnh của nó là 410 feet per second đối với cái dòng súng này. Rồi hãng Crossman chúng ta cũng có cái kiểu dáng rất là huyền thoại và dành cho những cái bạn nào tay phải to một tí, chứ tay của tôi là cầm cái khẩu này nó bị to quá. Rồi hãng Colt cũng có cái series này, khẩu ở trên là 41 đô, khẩu này là 50 đô. Và đến từ hãng Browning này cũng thế này, khẩu này thì bắn chậm hơn một chút và dòng nó bẻ. Thế tôi muốn nói sơ qua với các bạn ấy là một trong những cái mà chúng ta để ý, đó là cái dòng súng mà bắn bằng bình khí CO2 ấy, thì thông thường ấy họ sẽ làm cho chúng ta cái chức năng bắn semi auto, nghĩa là sẽ bắn được nhiều phát một thì sẽ có băng đạn nhiều viên. Tuy nhiên một trong những cái mà nó khác biệt so với cái dòng break barrier là dòng bẻ, mặc dù là súng ngắn nhá, thì cái dòng này ấy, đạn bao giờ nó cũng mạnh hơn, bắn nó cũng mạnh hơn là cái dòng súng ở trên này. Các bạn thấy cùng cái độ nhạy này, cái thằng này nó chỉ bắn được 480 feet per second thôi, còn thằng dưới nó có thể lên đến 600 feet per second được, rất là mạnh. Các bạn xem đó, thì
tùy theo các bạn, và những cái này chỉ bắn được từng viên một thôi. Nhưng mà theo quan điểm của tôi ấy, nếu như mà chúng ta mà những cái người thực sự mà ưa thích thể thao và muốn vận động cơ thể thì cái dòng súng break này là một trong những cái dòng mà rất là thú vị để chúng ta có thể luyện tập, luyện tay được. Chúng ta tập đè xuống để dùng cái lò xo để nén vào, thay bằng chúng ta dùng cái bình khí CO2 chúng ta bắn thì có độ nhạy không cao nhưng mà nó tạo cho chúng ta cái cách thoải mái chúng ta bắn. Đó là những sơ qua về những cái lựa chọn của chúng ta. Bên cạnh thì hãng MP này cũng sử dụng BB gun cũng rất là đẹp. Khẩu này cũng 50 đô. Rồi khẩu này, cái này thì dùng loại đạn soft gun rồi. Đó. Các bạn hãy lưu ý đó là cái súng mà phân biệt giữa cái dòng đạn soft gun và những cái súng hơi bình thường sử dụng cái loại đạn bằng kim loại thông thường thì bao giờ họ cũng có những cái đầu đạn bằng cái nòng súng màu đỏ như thế này, nó phân biệt. Chúng ta xem cái khẩu này thế. Đó, sử dụng BB gun loại đạn thép. Đó thì chúng ta có vài những cái sự lựa chọn cho các bạn. Lần nữa xin các bạn hãy đến với chúng tôi Việt Cắt Lớp, câu lạc bộ những người Việt yêu súng. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe cho nhiều người nhé. Tuấn Hùng thân ái xin chào các bạn. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những video bắn thử lần lượt tất cả những khẩu này cho các bạn. Hẹn gặp lại.